Chào các bạn. Sáng nay, mai này mình cũng lang thang trên những rừng đất đảo. Đi trên những rừng đất đảo nữa các bạn. Mình hôm nay đi ba anh em. Một thằng đi đào ngẫu hứng, còn một thằng là thằng đi đào chuyên nghiệp. Hai đứa nó tía các bạn. Nó vô dòng trong rồi. Còn mình là lọt bạch ở gần đây. Chú chà, mới lên kia lên đò đi một đoạn. Bây giờ tới thêm những con suối đây các bạn. Leo lên trời cao. Thử ơi, có gặp được cái cây gì không? Chú ý là mình đi tìm những cái cây hải châu các bạn. Chú. Giờ tiếp tục đi ha, càng ngày càng lên cao. Cái vụ đây có cây mà dắt xuống thì đỡ các bạn, chứ mà cầm cái cây mà dắt ngược lên đây chút chà chút chút. Mấy đứa thế nó chân kiện nó chết các bạn, gân cốt nó còn vững, họ đi xa dữ lắm. Còn mình già mình đi lật bật, cứ đi gần gần, nó đi trước mình đi sau. Đây có cây sam hai này. Đấy, cây sam hai. Mình lục lo những cái khu rừng tốt tốt các bạn. Mình tìm mấy cái cây trụ điện, cái cốt. Đào bậy bạ mấy cái cây trụ điện rồi chứ. Các cái ngon ngon bố phế. Thế ở người thì trước họ ăn hết các bạn. Trời, mấy cái hồ là người ta nuôi tôm à. Nuôi cua, nuôi sò, nuôi ốc gì ạ. Hai đứa nó đi một hướng, còn một mình đi một hướng, chia phe này đi rồi. Nó nói mình già, nó không cho chơi chung các bạn, chân kiện già yếu đi nó theo không kịp. Thở lên dốc là thở, chủ đỡ cái đào có được cái cây trên mình dắt xuống các bạn, nó nhẹ mà đỡ, nó đỡ cái bước chân mình mất, cho nó thực chất mà dắt cái cây mà dắt ngược ấy, dắt trên vai 10 kg, trọng lượng ước lượng thành 20 kg, tại dắt ngược là cái bước chân mình rất là nặng, mình phải dùng hết cái sức của mình đỡ mình nâng cơ thể và trọng lượng vác trên vai lên các bạn, cho nó nặng, dắt xuống vậy cho nó đỡ hơn, cho mọi sĩ lá dài. Sao không thấy trái? Không thấy cây bông. Thôi, để mình tiếp tục mình lên rừng thử các bạn. Thử có cái cây gì không? Đây có cây hải châu này các bạn. Mà cây đây chắc thánh quá. Đúng rồi. Chụp cái góc thánh hoa này mà chùa các bạn. Ôi. Lá nó đây. Kìa con cây. Nhỏ nữa kìa. Ba cái đồ thánh thánh anh em mà chùa lại các bạn. Đâu, mình leo lên tiếp đây. Bên kia có cái đọt kìa. Xe bụi dứa kìa. Đỡ mình lại. Mình coi thứ ấy. Nó là nên cái con cháo gì không? Trốn xe bụi dứa. Mày, chà cho đây sao biết chữ hả? Ui dù. Đỡ mình bỏ các bạn bỏ. Nó chút đi sao cho nó nhùng nhằng nhúng nhẵn mệt lồi hẳn á. Cây hải châu cái đọt nằm sâu bụi dứa coi thương rất là sao chù cha thẳng dữ đấy đấy chứ nó thẳng thẳng anh em hỏi chùa các bạn đấy biết mà chứ ngon lành bố phế anh em hỏi nhổ đi hết rồi. Cái này thẳng chù cái góc này có hang động nữa chứ, một cái hang động, cái góc này to các bạn, do nó thừa cớ từ cái góc cũ nó mọc lên một cái thân mới này. Cho thấy dở thương chưa, trong đây ấm độ rỡ mọc trên đây luôn. À, không phải
Thật đi các bạn, đi kiếm vô mà lui. Lui như chuột. Mấy thằng tỉ cho thằng già chỗ khác cho rồi. Ai biết già đi không đâu, chỗ khác cho. Giờ còn leo nữa. Thôi để mình tiếp tục leo nữa các bạn. Ở kia các loại bạch sơn liễu. Một cây hoa bạch sơn liễu. Chờ rừng dài. Cho anh em mở luồng vô. Họ kích sạch các bạn. Dùi lắm, nó tỏ gơ lắm. Luồng tới luồng lui kích sạch. Không còn cây. Mình gặp đây một cây trang rừng hoa đỏ các bạn. Mà cái cây này, cái giống nó không có tỏ cây. Cái giống này nó ra cộng cộng nhỏ các bạn. Cà, để con gốc bọn này. Ôi, cái anh đây sao mà lùng mà gư ấy. À, hang động nữa chứ. Trời, cái loại này nó ít tỏ cây các bạn. Còn cái đây, nó mặc cái kiểu gì vậy. Mày, hai cái đó, thiệt to đi qua phía bên đây. Còn cái này nó dính với cái này. Chô, cái trang. Cái trầm trà nó ơi. Hai cái đó nó bò qua kia các bạn. Nó bò đi đâu tầm 7 tầm 3. Trung đâu dưới đây à? Đó, chắc cái gì nó cũng trung. Vô hòn đá đây đâu. Coi thử đây. Đấy. Đấy, chung vô hòn đá đâu. Không, mình đỡ đây các bạn. Mình đi à. Thích thích thì mình lại, mình lấy, mình dịch ba lô chớ. Trang rừng hoa đỏ. Cái loại đây, loại cọng có to. Coi nhỏ nhỏ không mày. Hai cái rỡ các bạn bò này, thấy nó chung không? Đấy, mình lật hòn đá đây là mình kích hai cái rỡ sắp đi chẳng mấy. Thế lắm. Cô thưa. Uầy, à, đá ra rồi. Hình phá. Lật cô thứ ấy. Đấy. Đây. Rỡ nó mọc vô cái giờ đây. Từ trên kia. Mọc cho nó lộn lại. Cái này đào cái lấy liền. Nhanh lẹ. Thôi, tới đấy các bạn. Mình đi nữa. Đây có mấy cái hai trâu chút chút. Cái bà lồn nào. Đây, đây, đây. Lang thang mãi tới trên cao các bạn. Mình đi lọt vô. Đây, thành phố đây. Thành phố Quy Nhơn. Coi. Ô, mấy cái tàu. Bây giờ, mình lọt lên con đường. Chuyến trước mình đi các bạn. Con đường hôm trước này. Chuyến sau mình bấm xuống. Dắt có mấy cái cây mà bấm xuống lòi hẳn. Không, bữa nay mò lên nữa. Tiến đưa đây. Có xúc được cây nào không? Mới đi thôi mà cũng cao dữ. Trời, bữa bấm cái đường dọn đi. Ơ mình ơ mấy. Đi tới con đường hôm bữa. Trời, mà ta. Mới lần tới đây mà mở ra. Leo con, ráng leo lên con. Leo lên cẳng nó xuống. Kiếm nó cẳng xuống. Đây. Tới bùa hoa lan bữa này các bạn. Đây. Cái bùa hoa lan kỳ cựu à. Tiếu hoa đẹp chân. Chà, nghỉ à. Nghỉ ngắm lan các bạn. Ngắm lá ra ngoài ngắm bông nha. Chưa có bông. Ở mình đã qua tháng 7 à. Tháng 8 nữa chứ có bông ạ. Mình quan sát đây có mấy cái đọt hải châu này các bạn. Mình đang đứng trên đây coi à. Cây thần tài các bạn. Cây thần tài hay còn gọi là cây sức máu. Kìa. Có mấy cái đọt hải châu kìa. Để mình mò lại mình coi thứ ấy. Nó ra sao các bạn.
rừng nó dày chứ, chung xuống là đi à, nó ngập đầu hết các bạn, nó có lá đầu mình lên đâu. Đó mình rủi thứ đây, mới được cái cây nào ấy mình đào bậy, mình coi hãy coi cái mình dắt xuống kia, mình sẽ qua những cái đồi kia, mình sẽ răm khu vực đây, thử thử nó ra sao, cao không các bạn, đấy, nhìn ra biển ấy, lên trên kia nó là trên trời á, chút gió trên trời rồi. Đây mình đã tới gốc nữa các bạn, cây gốc hải châu mẹ bét ơi, sao con thánh dữ chứ, thánh dữ thương rồi các bạn, hai cái thân, một cốt lên hai thân ba thân bị lao mất thân lao, nó có chắc ngất lên trời. Coi thứ ở dưới kia con cây nữa ta à, đúng rồi con cây nữa. Mà cây nhỏ bé các bạn, cây dưới này nhỏ, nhỏ xíu xíu à. Trời, đọt con tàu này. Trời, mẹ đau mà lên trên cao. Ấy, cao ngóng tận ngóng luôn. Không, đi tìm cái khác các bạn. Không, biết mấy vũi chưa. Mình gặp đây một cây nữa các bạn, cũng hai cái thân nữa. Thấy nghe ngang. Chà, tháng sau mà thấy dở thương dữ. Ấy, lá trên tòa ấy. Chù, lá này các bạn. Góc này. Cái này chiếc đào các bạn. Cái này chiếc mình đào á. Chứ mà, quật thôi. Cái thằng ở đây lao rồi, còn thằng đây còn hai thân, không đỡ đây các bạn, làm thứ hả? Còn có cây nào nữa không? Không có, mình tìm cái hai cây cái mình quay lại, mình đào luôn. Mình gặp đây tiếp một cây hai thân nữa các bạn, mình dọn nấy ra đây, dọn ra trong tấm thử, chú cái thân này dài, mày cha ơi, giờ lên trời ra, hiểu không? Cái thân thì bằng đừng có tay ném xe máy các bạn, chỗ đây đừng tay ném xe máy nè, chỗ đây thì to hơn chút, cái thân đây thì nhỏ, hai thân một góc cứng nhất, chút cho bỏ nó mình lõn xả dưới, ui dồi, mới dọn ra lá thì ở trên trời, lên trên trời như này, lên trên trời dẫm lên nó luôn, cây to các bạn, nó chết. Đây, lá trên đây các bạn. Đấy, lá mọc lên trời, bứt cái mầm xuống rồi. Thấy không? Chung cái đọt vô bụi dây đây chứ mà trong trống nữa đây. Anh em dồn mà thấy thưa, anh em mới nhổ gốc chạy không? Rủi, trốn rủi. Đây, lá nó này các bạn. Một cây hải châu. Lá nhỏ. Wow. Chuẩn bị ra bông. Nó chuẩn bị ra bông các bạn. Cái đọt màu hồng. Đào. Khối tiễn thôi các bạn. Đào đớn đi. Một cái cây dắt xuống cho mấy đứa em nó bó đi nữa. Mình đào nó lên xong rồi các bạn. Đây hai cái thân thiệt tới dài, mày chào cái thân này dài lắm nha, bầu đất ấy, bầu đất là chắc 30 non non các bạn, dạ 30 chiều nào cũng 30 non, 1 gang, 2 gang, 3 gang, 4 gang, 5, 6, 7, 8, 9, thuộc cha. Dạ cũng dữ chứ. Đo với mình thử đi. Rồi. Coi đây còn mấy chín. Sao mà dài dữ. Thôi cỡ nó các bạn. Có cái bộ đất. Rỡ cũng nhiều các bạn.
cái đây không có đứa chuột, có đứa chuột đứa mèo hết á. Dỡ ngang cái đứa chuột bằng ngón tay cái. Đấy, hai cái thân thiệt dài. Thôi, mình bó bầu mình cầm lại đỡ đây các bạn. Rồi mình râm đi thưa. Tìm có cây nào khác không? Rỡ nó cũng nhiều. Rỡ hàng xóm nó cũng vô mớ. Nằm im rồi hết các bạn. Chút cây dài. Đấy. Giờ mà quen quéo nó chứ. Đây, cái thằng đây thẳng nghe. Ấn ấn. Nãy giờ mình mới được ở một cây các bạn. Từ sáng giờ. Ôi trời, đi mối quá giờ trong trong mà. Cái gọp đá ngầu nghỉ hả? Cũng chiến trường anh em xưa rồi, họ đi qua rồi. Đấy. Quay kia chọc lớp các bạn. Đấy, thấy chỗ này mát mát, ngầu nghỉ hả? Ôi trời, cao không hả? Các bạn từ trên núi cao dòng xuống thấy cả biển lẫn thành phố luôn. Đấy, biển cá mênh mông. Phía kia này các bạn. Đấy. Càng chữ gần ráng tiên xa các bạn ở khu du lịch gần ráng cái khu đó là cái khu của Hàng Mặc Tử các bạn ở phía gần ráng đó, còn mình ở bên đây hòn đảo. Ồ, cái cây anh em đỡ lại ngầu nghĩ thấy cái cây luôn, mà cái cây cũng thẳng các bạn. Để coi thứ ấy chà, cây này đứng ngoài đá ra bông dữ ấy. Đây, kéo xuống này. Ui trời. Ngọc nghỉ mát chút các bạn. Nắng quá. Trời, chà, bông này. Bông đang ra cục cục luôn. Chi chít. Đấy, cái đọt nó bật trong trời ấy. Coi thử cái góc là sao. Mà gửi xưa nó chưa lại. Chà, chùa thì cũng phải chứ. Ở dưới thẳng lên đây có một cái lít kem lá này các bạn, lá dưới bông rằm này. Đấy, lá dưới rằm khác, lá trần khác. Nào, đừng nghĩ chút mình kiếm cây khác các bạn, cây này không chơi đỡ đấy, làm giống cho rừng. Mình cái đào tầm bậy tầm bạ rồi liền đâu các bạn. Mình cây nào đào là mình lấy, còn không đào thì thôi. Không có động đậy nó các bạn. Biết đâu, bây giờ ngày hôm nay mình không lấy nó nghe. Vậy cho thời gian sau anh em họ đi qua họ thấy, họ lấy gì họ chơi các bạn. Cho nên anh em nào họ thích thì họ lấy. Còn mình không thích thì mình à, không lấy. Mà đã không lấy thì không ở không đâu mà đào. Thế mình ngầu nghĩ chút là mình đi kiếm tiếp. Quên qua những cái khu rừng tốt đây. Chứ ở ngoài đây nó càng càng nghe cái nhỏ nhỏ không các bạn. Mình dũi vô trong tốt kiếm cái bự. Đi mối chân các bạn. Không gặp cây nào nữa. Bây giờ đây gặp một cây trụ điện này. Đây, mình mới banh ra thử đây. Ở đây có một cái thân. Cái đây nhiều rỡ này. Cây trụ điện đây là nhiều rỡ. Lá trên trời kìa các bạn. Thôi, đó mình đào, mình đông xuống xuống coi cái lá sâu. Đây, mình mới đốn cái thân này xuống các bạn. Đây, đọt nó đây này. Đây. Đó, đây là lá của cây trụ điện này. Cái lá. Càng sao mà cũng nhỏ dữ ấy. Rồi mình so thứ đây. Đây, đây, đây. Mình so dưới đốt điếu thuốc đây. Đây các bạn, lá nào cũng vậy nha. Sao mà kỳ dữ. Có nhiều lá cá biệt nhỏ đốt tiêu thuốc luôn. Thao cỡ nó, dìa trồng nó siêu to khổng lồ hết. Ngó vậy các bạn. Đây. Chứ mình giờ mình trồng ấy. Nó siêu to khổng lồ hết các bạn. Cỡ nó. Đây, một cái trụ điện. Chứ thấy sao mà tẩu vậy. Cả nó, bây giờ không có cây cũng dắt bậy các bạn.
dắt bài bài xuống đi dài. Chờ không có. Mình đã đào cái trụ điện lên rồi các bạn. Đây. Hên quá. Không phải cây. Cuối các bạn. Đào được cái cây mà lên thành cuối. Ai. Chú cha nó giống cây cuối. Mẹ cha ơi. Dữ chưa. Nhẹ các bạn. Sắp đi xuống. Đấy. Rỡ cả nhiều ấy. Chú cái thân. Thánh sao mà dở thương quá. Thánh như cái trụ điện các bạn. Đấy, lá. Thôi, đợi mình bó cái chân rỡ lại các bạn. Còn nhiêu sạn nhiêu ơi. Sống chết là chuyện của nó. Còn dắt về trong là cái chuyện của mình các bạn. Chuyện ai nấy làm. Để, bó lại, dắt đi. Không có bó cái gì hết các bạn. Đã đau lên là không có bó. Hai cái trụ điện các bạn. Kìa. Mình tập trung mình cất cái kia. Đấy. Bây giờ là mình đào cái trụ hồi nãy mình thấy này. Đây. Cái trụ. Hai thân. Mình được cái kia một trụ điện đôi. Một trụ điện chiếc. Bây giờ mình đào một cái trụ điện đôi nữa. Là ba cái trụ điện các bạn. Chùa bột rỡ. Thôi. Kể ra đào ấy. Nó chưa khiên gì nữa đó. Gẹp mạch là đào nó lên các bạn. Đây, mình đào nó lên rồi các bạn. Đấy. Chù dính cục đá to thầm này nữa chứ. Thôi kệ cục đá ra các bạn. Chắc cần ít đất này. Nhẹ. Chù kệ cục đá ra nhẹ. Nhiều rỡ mà ít đất. Hên quá, không phải cái cuối các bạn. Đây, lá nó đây. Cây này là lá nhỏ dài các bạn. Thôi, đưa mình gom xuống chỗ hai cái cây kia. Rồi mình kích gọt, cái mình bó cái bầu lại các bạn. Chù, bà lô mình đây. Đấy, cành nhánh thôi. Chù, nó thánh tuyệt đối luôn. Bên cạnh nó này. Đây. Đấy, lá trong tròn nó ấy. Thôi, mình sắp nó xuống các bạn. Mình đã bên bó xong ba trụ rồi các bạn. Đấy, một trụ điện, hai trụ điện, ba trụ điện. Một trụ dài các bạn. Đây, một cái trụ dài đây. Một cái trụ dài. Hai cái trụ dính. Cái trụ đây dúng cái củi ấy. Chưa. Còn đó, dắt đi hết các bạn. Chùm mới đi mà chắc bên kêu rồi ra. Gỡ. Đấy, bây giờ mình gom ba cái trụ. Mình đi lần lần xuống các bạn. Rồi gặp cái gì là mình đèo cái nói. Chừng nào tới bền đâu rồi. Bây giờ mình đang đi ra rừng nén các bạn. Chút cái rừng chặt này. Đấy, đi ló người ấy. Hải châu rồi. Ra hoa. Đậu quả. Cắt kiểu. Còn coi ấy. Chưa thương lắm. Đấy, chút xíu ngón tay ấy. Ở ngoài đây là cây trúc trúc không các bạn. Mà nó nén kích gì. Thôi. Chung lên đây. Rồi mình quẹo qua cái rừng. Tốt tốt mình dũi vô các bạn. Chú sợ ở rừng này nén quá. Mà cây trúc trúc không à. Dũi vô đây kẹp một cây hải châu này các bạn. Đấy. Nó đây. Chú cái góc này. Cái góc đây hoành cũng cỡ 13 các bạn. Mà cái đọt à. Đấy, lôm khôm, nó bò dưới rừng các bạn. Thưa coi thưa ơi, cái cây này kem như cái cần câu. Thưa coi thưa các bạn, thích là mình đào luôn. Mình đi, mình gặp đây một cây hái trâu nữa các bạn. Đây, trời, bèn nó khôm xuống rồi. Nó dữ nhanh. Ôi dồi. Anh em họ dối thiệt. Các bạn biết sao cây nãy không? Cái đây nhảy này. Cái đây anh em nãy tao dạy này. Đấy. Lấy hai cái cây đây. À, trối lại. Trối lại dạy này các bạn. Thấy không? Cây nhảy á. Chua. Bông này. Bông thì chùm chùm. Mà cây đây mình đào các bạn. Mình xuống đào cây nãy thấy trước à.
mình hiểu sao cái cây hải châu ở đây nó bị lôm khôm rồi các bạn. Mình mới thấy cây sâu là mình đỡ cây thuốc mình biết. Anh em họ đi trước các bạn, họ cao phép lắm. Họ dùng cái những cái cây xung quanh, họ kéo cái cây hải châu xuống, họ cột lại cho nó gục cái đầu xuống các bạn. Cho anh em đi sâu, khối thấy cái lá, khối cái đầu mất cái cây. Đúng, anh em đây cao phép thiệt. Mình nhìn cái thứ hai, mình hơi thấy có dấu cột à, hay ta. Đây, còn cái đây cũng vậy. Cái đây thì đây, đào ngang, kéo đầu xuống, kéo đầu xuống dài vô này các bạn. Không, quyên một đùm trà đó, cái góc này kia. Kéo cái đầu xuống dài vô chỗ đây ta. Cho người đi sao khối thấy. Chứ mà mấy người cũng mấy tên trời chứ, còn mình vừa trời vừa đất ấy, vừa dòng trời mà vừa dòng đất, duỗi lung tung thì cũng đồng rồi. Anh em giấu kỹ quá. Thôi, mình đào cái đây các bạn. Sẵn cái thớ lôm khôm này giờ anh em mình kéo ra nó kém cái đầu luôn, cho nó dở. Đấy, cái một cái cây lôm khôm. Cảm ơn người đi trước nha, kéo cái cây nó khôm đầu, người sau tới đào. Anh em kéo đây lâu rồi nha các bạn. Đây này, kéo đến mức độ mà cái cây hải châu này bị kéo nằm xuống là mầm nó nứt kìa. Thấy chưa? Từ trong đây nó nứt mầm ra gì tiếu. Kéo xuống là nó tức nó nứt trên lưng rất là nhiều luôn. Bây giờ mình đào cái này các bạn. Cái này to hơn cái kia. Mình Việt Nam mà thấy to là ham, nhào vô hút chị. Thôi, bỏ đồ ba lô ra. Mình đào cái này các bạn. Đào được một cây nữa mình dắt xuống là dùa. Mình đào lên cái cây rồi các bạn. Cái cây đây có lớp lỡ mạch không này. Đây. Nó không có đuôi chuột. Chua cái bầu. Nó mỏng. Dính được ít đất các bạn. Không có nhiều đất đâu. Nhỏ nhẹ. Cái bầu đây sao ra 1 ký. Rồi bó lại các bạn. Để cho nó nhẹ. Dắt cho nó xuống. Mình đào nó xong các bạn. Bó ra đây rồi. Đây cái đọt này. Đấy cái đọt. Mình còn giữ mấy cái que. Đây các bạn. Giữ lại mấy cái que đấy không. Chù chà. Cũng dài dữ hết trời ơi. Rồi đọt thôi. Cây đây bầu thì ít đất. 1 gram, 2 gram, 3 gram, 4 gram, 5 gram, 6 gram, 7 gram, 8 gram, 9 gram, 10 gram, 10 trà, dư 2 mét các bạn. Thật kéo đi các bạn. Cứ vậy đó. Nhẹ nhẹ vào đất ít kéo đi luôn cho nó xuống. Mấy anh em lên đò các bạn. Chốt. Nó đào. Anh kia. Nó đào cái trụ điện to chứ. Đấy. Chốt. Anh này làm cái này. Đồ ở đây đang chắc chít. Camera đang quay kìa. Camera này đang quay thấy chưa? Ơi chặt chít. Mình đã quay về lại thành phố các bạn. Không bao giờ nằm dừng. Bây giờ về lại thành phố. Cho một ngày nó nấn bả mình hả? Sao nấn dữ vậy? Nó nấn mà cái cảm giác cái da mình hả? Nó rất da. Được rồi. Mà rớt ra cho ta phải tập được. Mệt mấy không mà đuối. Không có thứ gì nhiều bằng nắng á. Đi ngoài. Chô. Cúi dính, cúi dài. Cúi lớn, cúi nhỏ, cúi các loại. Cái này. Cúi nhỏ ấy. Đâu cúi nhỏ kìa. Đâu cúi dính, cúi dài. Các loại cuối. Đâu anh đây em đang đào cây đào kỹ ta. Đâu đâu đâu. Trời ơi. Nó lên đào không bụi mấy rau tôm này xuống nè. Lên đào không bụi mấy rau tôm này xuống nè. Một bụi dây mấy rau tôm này. Cái trụ điện này xuống. Thấy tầm gờ quá. À, dạ, ê.
Bây giờ tao đi lộp bộp mà tao đào mấy năm cây mấy chị rồi. Anh ơi, mới sáng lần nó mấy chị nó chạy từ liền rồi. Dạ chỗ khác rồi. Đi đâu chậm chạp. Chúc mới sáng là nói mấy nhỏ nói già chỗ khác rồi. Mới sáng anh nói mấy nhỏ nó đuổi già chỗ khác rồi. Dạ chậm chạp đi lộp bộp đi cùng vị thế. Điểm nào mình cảm ơn các bạn. Chuyến đi rừng anh em mình kết thúc ở đây.